thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh, luôn đến chư thiên, ma vương và phạm thiên cả thảy. Hiền nhân có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện, chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tình an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất chúng sinh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai, cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yêu mạnh văn dài bình chung, béo gầy nhỏ lớn khôn cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa, chưa sinh hoặc đã sinh ra, thấy đều cộng hướng hà xa phương lành. Nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chung hữu danh trang hiền, giàu cho thân thuộc xóm giềng, người dưng kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, như lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cay ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, từ bi rộng lớn bầu trời thanh thang, học đòi từ mẫu gương và lòng thương gần xa chúng sanh trong bà vòng khổ não vượt xa luân hồi, hằng ngày giải khắp các nơi bốn phương tám hương, gầm trời bao la tâm lòng bác ai vị tha, hội nhuận tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha cám không vương tư thù, cô niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyện tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đạo quả gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hạnh kiếm đưa đàng vô sanh, thánh nhân ca tụng tan thành, xuôi dòng thánh vâng lữ hạ nhập lưu, vượt lên đến mức thăng ưu, khai thông tuệ nhãn tầm sư đỉnh đầu, hàm đạo tuệ gương màu, đoạn tuyệt tà kiến xá câu dục tình, bắt lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tám ngữ nghiêm minh niết bàn. Dạ, còn 2 phút nữa mà vẫn chưa thấy thượng tọa pháp thanh vào đạo tràng. Xin đọc thêm một đoạn nữa để sư vào. Bố cáo kinh Thất Giác Chi, này hỡi các hiền giả, cùng chúng tôi chỉ tụng bài hộ kinh Giác Chi, tập hợp vô số đức, những đức ấy ví như phương thảo dược quý báu, như bài linh thụ chú hay, các pháp Thất Giác Chi của những vị hiền trí luân lưu trong luân hồi. Tất cả những vị ấy sau khi đã liễu thông 7 chi pháp giác ngộ, đã hủy diệt binh ma, đã hủy diệt mọi khổ và vượt thoát tam hữu,
đạt vô úy bất tử, không sanh già bệnh chết. Các pháp thất giác chi gồm có niệm giác chi, trạch pháp và tinh tấn, hỷ cùng với khinh an, thêm nữa là định xả, được đại hiền toàn giác, khéo giảng khéo tuyên thuyết bảy pháp giác chi. Nếu được khéo thực hành cho thuần thục, mang lại các thắng trí, niết bàn đạo quả tuệ, mong lời chân thật này người hằng được an lành. Dạ, con kính đảnh lễ thượng tọa. Pháp Thanh vừa mới vào đạo tràng ạ. Để con bây giờ cũng là 4:30 để con xin tụng bài thỉnh pháp sư ạ. Ramma cha lo ca thi pa ti sa ham pa ti ca tánh cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chách kha cha ti ca đề se tu tham măng Anukammimang pacham Sattammapedin vinayang cha kayang Sutang cha bantham apitammacammang Akko cha yanto cha tusak cha dandang bẩm bố tha nay ye parisa ya man che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài rời trơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic đến ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chính kinh ngày hôm nay. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được an vui tấn hóa. Dạ, con xin kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Thầy Giả. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp phần tương ứng bộ kinh. Hôm nay thì qua phẩm thứ ba là cái bài đầu tiên là người. Bây giờ xin và cảm ơn cô Như Quang bót bài. Xin mời cô Pháp Nguồn đọc phần chánh kinh, rồi sau đó sư sẽ giải thích ý nghĩa rộng rãi và để quý vị hiểu biết về cái câu Phật ngôn lời dạy của Đức Phật. Và bây giờ xin mời cô Phật Nguồn. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, sa thú. Dạ, con kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh. Con kính cảm ơn cô Như Quang đã cho bài. Dạ, con xin phép được đọc bài phẩm thứ ba. Người kính chúc. Dạ. Ở tại Savatthi, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên: Thưa đại vương, có bốn loại người này có mặt hiện diện ở đời.
Thế nào là bốn? Sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối. Sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng. Sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối. Sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thưa đại vương, thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến bóng tối? Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên đà la, hay gia đình người đan dỗ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người làm đổ rác nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ạc, và người ấy xấu xí khó nhìn, còm lưng nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, bại chân, hay nửa thân tê liệt. Người ấy không nhận được đồ ăn đồ uống, vải mặc xe cộ vòng hoa hương liệu phấn sáp, không nhận được chỗ nằm chỗ ở đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Thưa đại vương, ví như một người đi từ tối tăm này đến tối tăm khác, hay đi từ hắc ám này đến hắc ám khác, hay từ vết máu đỏ này đến vết máu đỏ khác. Thưa đại vương, ta nói người ấy ví dụ như vậy. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong bóng tối hướng đến ánh sáng? Ở đây, thưa đại vương, có một số người sanh trong gia đình hạ tiện, gia đình kẻ chiên đà la, hay gia đình người đan dỗ, hay gia đình người làm bẫy sập, hay gia đình người làm xe, hay gia đình người đổ rác, nghèo đói, ăn uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó kiếm đồ ăn mặc. Và người ấy xấu xí, khó nhìn, còm lưng, nhiều bệnh, mù lòa, quẹo tay, quẹo chân, hay nửa thân tê liệt. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến bóng tối? Ở đây, thưa đại vương, có số người sinh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ, đại phú, hay trong gia đình bà la môn, hay đại phú, trong gia đình đại gia chủ, đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, nhiều tiền của ngũ cốc. Người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Ví như, thưa đại vương, một người từ lầu leo xuống thân voi, hay từ thân voi leo xuống lưng ngựa, hay từ lưng ngựa leo xuống chiếc kiệu, hay từ chiếc kiệu leo xuống đất, hay từ đất leo xuống lòng đất tối tăm. Và thưa đại vương, thế nào là người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng? Ở đây, thưa đại vương, có người sinh ra trong gia đình cao quý, trong gia đình sát đế lỵ, đại phú, hay trong gia đình bà la môn, đại phú, hay trong gia đình gia chủ, đại phú, phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt đẹp, mỹ miều. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Do thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Người ấy khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú thiên giới, cõi đời này. Ví như đại vương, một người từ chiếc kiệu này bước qua chiếc kiệu khác, hay từ lưng ngựa này bước qua lưng ngựa khác, hay từ thân voi này bước qua thân voi khác, hay từ lầu này bước qua lầu khác. Thưa đại vương, những người như vậy có mặt hiện diện trong đời. Thưa đại vương, người nghèo, đói, bất tín và san tham, keo kiệt, ác tư duy,
tà kiến thiếu lễ nghĩa, nhiếc nhiếc mắng và mạ Sa môn cùng các khất sĩ khác không cho làm phiền nhiễu, ngăn chặn sự bố thí cơm nước cho người xin. Đại người như vậy khi thân hoại mạng chung, sanh địa hãi hùng, ôi nhân chủ người vậy được gọi sanh bóng tối và hướng đến bóng tối. Dạ con xin xá lỗi. Con xin được đọc tiếp ạ. Đại vương người hào phú, bất tín và san tham, keo kiết ác tư duy, tà kiến không lễ nghĩa, nhức mắng và mạ lị Sa môn bà La môn cùng các khất sĩ khác không cho làm phiền nhiễu, ngăn chặn sự bố thí cơm nước cho người xin. Đại vương người như vậy khi thân hoại mạng chung phải sanh vào địa ngục, ôi nhân chủ người vậy được gọi sanh ánh sáng và hướng đến bóng tối. Đại vương người hào phú, có tín không san tham, bố thí thiện tư duy, có trí tâm không loạn, đứng dậy và chào đón Sa môn bà La môn cùng các khất sĩ khác tu học hạnh hòa bình, không ngăn sự bố thí cơm nước cho người xin. Đại vương người như vậy khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiên giới, ôi nhân chủ người vậy được gọi sanh ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh, giờ con xin dâng mic lên cực tọa pháp thanh để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ con xin dâng mic lên ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài. Dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Giờ là trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thần khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã diệt tận vô minh nhập phiền não, ngài đã bay gãy bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tán dương ân đức pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong dư tôn đức có thể ngăn an, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Hôm nay cô Pháp Nguồn Lào Cai sức khỏe không tốt, nhưng mà hỗ trợ giúp sư vậy là cũng rất là quý báu. Chúc cô mau khỏe mạnh trở lại. Thì ở đây Đức Phật nói là trong thế gian này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là cái người mà kém phước. Những người này là sanh trong cái dòng hạ tiện, nhưng mà họ không biết tạo phước,
mà lại tạo những cái ác bất thiện nghiệp. Cho nên là cái quá khứ đã kém phước rồi, mà cái hiện tại là họ không có tạo trữ được những cái phước báo. Cho nên là từ chỗ tối mà đi cái chỗ tối hơn. Hay là cái người gọi là người mà vô phước mà vô duyên. Tức là cái đời quá khứ họ không tạo trữ các cái thiện nghiệp. Cho nên bây giờ cái đời sống hiện tại họ là sanh trong những cái dòng tộc thấp kém, hạ tiện, dung sắc khó nhìn. Nhưng mà bây giờ họ tiếp tục mà lại tạo những cái chủng tử xấu, những cái ác bất thiện nghiệp, thì họ sẽ từ chỗ tối mà đi vào chỗ tối. Rồi cái hạng thứ hai đó, hạng thứ hai là coi như là có phước, kém phước. Hạng thứ hai là kém phước nhưng mà có duyên. Tức là cái hạng thứ hai đó là những cái người này là trong quá khứ họ không có tạo trữ những cái chủng tử tốt đẹp, sanh ra trong cái dòng hạ tiện. Nhưng mà những cái người này đó họ biết, họ biết tạo phước trong đời sống hiện tại, cho nên là cái người mà từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, hay là những cái người mà vô phước nhưng mà hữu duyên, tức là từ cái bóng tối họ đi đến cái chỗ sáng. Rồi cái hạng thứ ba đó là cái hạng người có phước, tức là trong quá khứ đó, họ từng tạo trữ những cái công đức phước báo. Bây giờ thời hiện tại họ sinh ra trong những cái dòng tộc cao quý, có tài sản, có địa vị, nhưng mà trong đời sống hiện tại thì họ lại không tạo trữ những cái công đức phước báo. Họ lại tạo trữ những cái ác bất thiện pháp. Cho nên là cái người hạng người này là có phước nhưng mà vô duyên. Tức là từ cái hạng người từ chỗ ánh sáng nhưng mà đi vào cái chỗ tối. Còn cái hạng thứ tư là cái hạng mà cái người này quá khứ đã tạo trữ nhiều cái công đức phước báo, cho nên cái đời sống hiện tại này thì họ sanh ra ở trong những cái dòng tộc cao quý, có địa vị, có tài sản, nhưng mà những người này họ lại tiếp tục làm nhiều cái thiện lành, gieo trồng nhiều những cái chủng tử tốt đẹp. Cho nên là những cái người này đó, từ chỗ tối mà đi đến từ chỗ sáng mà đi đến cái chỗ sáng hơn. Hay là hạng người mà hữu phước mà hữu duyên. Đó là bốn hạng người Đức Phật nói xuất hiện ở trong cái thế gian này. Thì nếu mà chúng ta nhìn ra trong cái đời sống ngoài xã hội thì chúng ta sẽ thấy rõ có trong cái xã hội nó có rõ ràng bốn cái hạng người này. Những gì thấy rằng có những chúng sanh họ kém phước, sanh ra những cái nơi mà nghèo khổ, những cái gia đình thấp kém, nhưng mà thay vì họ tìm những cái nghề nghiệp thiện lành để mà họ tạo trữ những cái phước báo, cái đời sống của họ hiện tại cho được an ổn, thì sao? Thì họ lại làm những cái nghề
ác bất thiện pháp. Đó, cho nên á, là từ cái nghèo khổ này rồi á đi đến cái sự khổ đau nhiều hơn, là đi đến những cái cảnh giới thấp kém. Thay vì mà mình hiện tại nghèo khổ, bây giờ mình tìm kiếm những cái công việc nào đó cho nó an ổn, để mà mình học, mình làm để mình có một cái đời sống tốt đẹp, thì là họ lại làm những cái nghề nghiệp mà ác bất thiện pháp. Đi là coi như chài lưới, rồi đi đánh cá, hoặc là đi trộm cắp rồi thế này thế khác. Mà những cái người này đó, dù cho mình có khuyên nhủ, mình chỉ dẫn họ đó, họ cũng không nghe. Họ, tại vì họ kém phước, kém duyên. Cho nên đó, là mình có dẫn giải như thế nào đó, họ cũng không thích. Họ chỉ làm theo cái ý muốn của họ mà thôi. Dù bây giờ mình có chỉ dẫn cho họ thì họ cũng chẳng có nghe, họ không có thực hành. Cho nên những chúng sanh này là gọi là đã vô phước, còn vô duyên nữa, tức là họ có duyên với Phật pháp, không có duyên với những cái thiện nghiệp. Cho nên là càng ngày họ càng lún sâu trong những cái ác bất thiện nghiệp, từ chỗ tối mà đi đến cái chỗ tối. Rồi cái hạng thứ hai đó là những cái người này đó, họ có phước, sinh ra những cái dòng tộc và cao quý, có tài sản, có địa vị. Nhưng mà thay vì đó họ đem những cái điều kiện tốt đẹp trong cái đời sống này để tiếp tục mà tạo trữ các cái công đức, nhưng mà họ làm ngược lại, tức là họ ỷ quyền cậy thế, húng hiếp những cái người thấp kém hơn mình, rồi là tạo những cái bất thiện pháp, dung quén tài sản cách không có hợp lẽ, đó, rồi là tạo trưởng nhiều những cái ác bất thiện nghiệp. Cho nên á, là những cái người này là sao, có phước nhưng mà vô duyên. Họ chỉ biết sống cho họ, rồi á là họ chỉ gom góp mà để bằng mọi giá, bằng mọi giá để mà họ sống hưởng thụ giàu sang, bất chấp những cái ác bất thiện nghiệp mà họ tạo ra trong cái đời sống hiện tại này. Cho nên á, những cái chúng sanh này gọi là cái người mà có phước nhưng mà vô duyên. Đó, rồi họ mang nặng những cái mê lầm tà kiến. Bây giờ mình có giải thích, mình có chia sẻ, mình có hướng dẫn cho họ vậy, họ cũng không có nghe, họ không chịu lắng nghe đâu. Họ không tin vào cái vấn đề nhân quả, rồi là họ chỉ nghĩ là bây giờ là sống mà hưởng thụ vật chất trong cái đời sống hiện tại này, chứ họ không có tin về vấn đề nhân quả. Cho nên là khi họ thấy những cái người mà làm những cái thiện nghiệp á, họ còn ngăn cản, họ không có hoan hỷ với những cái thiện pháp. Cho nên là những cái người này là từ chỗ sáng mà sẽ đi đến cái chỗ tối. Rồi cái thứ ba đó là những cái người mà
kém phước nhưng mà hữu duyên, tức là những cái người này là họ họ sanh ra ở trong những cái điều kiện không có được tốt đẹp, ha, những cái gia đình, những cái dòng tộc thấp kém, nghèo khổ, ha, nhưng mà họ có cái trí tuệ, họ có sự hiểu biết, cho nên đó là họ họ sẽ làm những cái điều tốt đẹp, tạo trữ nhiều những cái công đức phước báo, ha. Cho nên là từ cái chỗ mà kém phước, ha, thì họ sẽ đi đến những cái điều kiện tốt đẹp hơn. À, như vậy là từ cái chỗ tối mà đi đến cái chỗ sáng hơn. Rồi cái hạng cuối cùng á là những cái người này họ có điều kiện giàu có, ha, nhưng mà họ tiếp tục làm những cái thiện pháp, họ bố thí giúp đỡ đến những cái người bần cùng neo đơn, những cái người khổ sở, ha, họ biết là và cúng dường tam bảo để hỗ trợ chùa chiền kia nọ đó, ha, đó. Thì như vậy đó, thì từ cái người mà gọi là hữu phước, hữu duyên, ha, hay là cái người mà từ chỗ sáng mà đi đến cái chỗ sáng hơn, đó, đó là bốn hạng người xuất hiện ở trong thế gian này, ha, thì chúng ta thấy rằng do mỗi chúng sanh, do cái duyên nghiệp đã tạo trữ, thành ra mỗi người đi đến những cái nơi mà tương ứng với cái nghiệp mà mình đã tạo. Những người trong quá khứ thì họ đã không có chịu làm những cái công đức phước báo, cho nên cái kiếp sống hiện tại này đó thì họ sanh ra ở những nơi mà khổ sở, những cái dòng tộc thấp kém, có thân hình xấu xí, cái dung sắc khó nhìn, nhưng mà nếu mà họ biết thì họ chuyển đổi làm thật nhiều những cái thiện nghiệp, thì như vậy đó thì họ sẽ từ cái bóng tối mà họ đi đến cái chỗ ánh sáng, nhưng mà có nhiều người họ mặc cảm với cái đời sống, rồi sao họ buông lung theo cái lôi cuốn của thế gian, thay vì mình bây giờ mình nghèo khổ mà mình biết học hỏi, mình biết làm những cái điều thiện lành, giúp đỡ những người khác, thí dụ như bây giờ đó mình không có của cải, thì mình giúp bằng cái công sức để mình tạo trữ các cái phước báo. Nhưng mà những người này đấy thì họ thấy mà đời sống mình là kém phước rồi, cho nên thay vì mà đi làm những cái việc công đức phước báo thì họ lại là lún sâu vào những cái ác bất thiện pháp, nhậu nhẹt bê tha, rồi cờ bạc, rồi là lâm vào những cảnh bần cùng, rồi trộm cắp thế này thế khác, đủ thứ chuyện hết á. Cho nên á, thay vì từ cái chỗ tối mình tìm ra cái con đường sáng cho được tốt đẹp, thì cái từ cái chỗ tối đó họ lại đi đến cái chỗ tối hơn. Rồi có những cái hạng người đó
họ có phước à, trong đời sống quá khứ họ từng tạo trữ những cái công đức phước báo tốt đẹp à, cho nên đời sống hiện tại này họ ra trong những cái dòng tộc à, cao quý, có tài sản, có địa vị à, à, dung sắc tốt đẹp à, dễ nhìn à. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái tâm họ lại hướng về những cái điều bất thiện à, họ không có tạo trữ những cái công đức phước báo mà họ tạo trữ những cái ác bất thiện nghiệp à, à. Cho nên đó là những cái người này đó thì sao à, họ sẽ từ cái chỗ sáng mà họ đi đến cái bóng tối. Rồi cái hàng cuối cùng là những cái người mà họ trong quá khứ họ từng đã tạo phước à, bây giờ họ sanh ra trong đời sống hiện tại này à, ở những cái dòng tộc cao quý, có điều kiện à, có trung sắc tốt đẹp, họ dễ nhìn ha, rồi họ lại có trí tuệ, họ biết à, họ biết đem những cái tài sản của mình á, để mà làm những cái điều thiện lành tốt đẹp à, họ tạo trữ những cái công đức phước báo à, giúp đỡ cho những cái người nghèo khổ, bần cùng neo đơn à, giúp cho những cái người bệnh à, hay là họ làm những cái công đức phước báo như là tạo dựng chùa chiền à, xây cốc liêu để dân cúng đến chư tăng à, bố thí cúng dường à, cúng món vật dụng hỗ trợ cho những người xuất gia. Thì như vậy đó thì họ sẽ à, tiếp tục tạo trữ nhiều những cái chủng tử tốt đẹp, những cái thiện nghiệp à, trong cái đời sống này. Thì như vậy á, tới cái chỗ sáng, đi đến cái chỗ sáng hơn, hay là những cái người mà hữu phước, mà hữu duyên đó. Thì quý vị thấy rằng à, trong qua kinh điển á, thì mình cũng thấy à, có những hạng người á, là chẳng những họ không bố thí ha, họ không làm những cái thiện pháp mà họ còn cản trở à, họ còn cản trở hay là họ không có quan hỷ với người khác để mà làm những cái thiện thiện sự thiện pháp nữa ha. À, còn có những người đó thì họ coi nhẹ cái tài sản à, mà họ đem tất cả những cái tài sản của họ để làm những cái thiện nghiệp à, công đức phước báo à, đó. Thì cái trường hợp mà ông Cấp Cô Độc ha, ông Cấp Cô Độc, bà Quy Sa Kha là những cái người mà cận sự nam, cận sự nữ à, đã hết lòng à, phụng sự Tam Bảo ha. Ông Cấp Cô Độc thì đã đem tài sản ra để mua đất, để kiến tạo cái tịnh xá à, để có nơi cho Đức Thế Tôn thuyết pháp à, hoằng pháp à, đến tất cả chúng sanh à, hiểu biết về cái giáo pháp mà Đức Phật đã tìm ra ha. Hay là bà Quy Sa Kha cũng vậy à, đã đem cái tài sản mình kiến tạo cái Đông Phương Tự ha, à, để có nơi cho Đức Thế Tôn à, giảng dạy giáo pháp, rồi có nơi để cho chư tăng à, trú ngụ an cư 3 tháng mùa mưa rồi ha. Rồi thường xuyên là giúp đỡ những cái người bần cùng neo đơn à, hay là những cái người tôi tớ ở trong nhà mình ha, à, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, rồi là còn sách tấn hướng dẫn những cái người này à, đến chùa nghe pháp ha, à, cúng dường đến chư tăng đó. Cho nên là quý vị thấy rằng đó, những cái thân bằng quyến thuộc
của ông cấp cô độc, hay là những thân mật của quyến thuộc của bà Quy Sa Kha, đều hướng đến cái con đường chân chánh tốt đẹp. Ông cấp cô độc đã dẫn dắt những cái người con cháu ở trong gia đình mình đạt đến những cái thánh đạo, mặc dù là bậc thánh hữu học, sơ đạo, nhị đạo, nhưng mà cái điều đó là một cái điều rất là tốt đẹp. Hay là bà Quy Sa Kha, cái gia đình bên chồng là cái người mà tà kiến theo những cái ngoại đạo lõa thể, nhưng mà nhờ cái sự kiên trì, rồi bà hướng dẫn mà cả gia đình, rồi cái ông vợ chồng chứng đắc sơ đạo sơ quả, từ đó mà cái gia đình bên chồng có được cái niềm tin nơi tam bảo, từ bỏ những cái mê lầm tà kiến, đi theo chánh pháp. Thành ra chúng ta thấy rằng nhờ có những người mà có hiểu biết, có trí tuệ, rồi dẫn dắt những cái gia đình, những cái người mà kém phước, kém duyên lần hồi thì sẽ đi đến những cái nơi tốt đẹp. Thì rất nhiều những cái người mà tôi tớ trong gia đình của ông cấp cô độc hay là bà Quy Sa Kha có được sự hiểu biết, cái điều kiện tốt đẹp đó. Thì trong kinh cũng có cái trường hợp mà cái người đệ tớ của ông cô độc, cô này là cũng có duyên, cho nên là cái mùa an cư 3 tháng thì cô ta để Phật, rồi xin Đức Phật hãy nhận lời an cư 3 tháng mùa mưa ở Kỳ Viên Tịnh Xá. Thì nhờ đó, với cái công đức mà thỉnh được Đức Phật nhập hạ ở Kỳ Viên đó, thì ông cấp cô độc đã xóa cái vấn đề mà cái người nô lệ mà nhận cô ta làm con nuôi. Rồi sau khi mà được giải phóng khỏi cái kiếp nô lệ thì cấp cô độc ban thưởng cho cô này, nhưng mà thay vì hưởng thụ cái vật chất thì cô này cổ mới suy nghĩ rằng trong quá khứ mình đã kém phước rồi, bây giờ mình xuất gia tu tập để tạo trữ nhiều những cái công đức phước báo. Thì cô này đã xuất gia tỳ kheo ni và được cái sự chấp thuận của ông cấp cô độc. Rồi Đức Thế Tôn đã cho cô này xuất gia, và trong cái mùa an cư kiết hạ đó thì cô ta đạt đến thánh đạo thánh quả, giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó thì rõ ràng là từ cái chỗ tối sanh ra trong cái dòng Hạ Tiện Chiên Đà La, nhưng mà nhờ có cái phước báo, cái duyên nghiệp nó hỗ trợ, cô ta hướng đến cái sự tu tập để thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Cho nên là những chúng sanh đó từ chỗ tối mà đi đến chỗ sáng. Còn ngược lại thì quý vị thấy rằng vua A Xà Thế là từ cái người mà có phước cậu vị hoàng tử rồi sau này lên ngôi vua, nhưng mà thay vì tạo trữ những cái công đức phước báo thì ông ta tại vì mê lầm
xu hướng theo những cái điều không có tốt đẹp, làm những cái ác bất thiện nghiệp, giam cầm vua cha để đoạt ngôi, rồi đó là tìm cách giết vua cha, rồi nghe lời xúi dục, làm những cái điều không có điều tốt đẹp, hành thích Đức Thế Tôn, cho đến khi mà ông ta hiểu biết, quay đầu, nhưng mà đã trễ rồi, do những cái ác bất thiện nghiệp quá nặng, cái tội mà giết cha ấy, thì nó đã ngăn trở cái con đường thiện nghiệp của ông ta. Mặc dù là sau khi mà hiểu biết được thì ông ta cũng có cái sự tôn kính Đức Thế Tôn, rồi cũng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng cũng rất là nhiều, nhưng mà do cái ác bất nghiệp nó ngăn trở con đường của ông ta. Cho nên là thay vì nếu mà ông ta không phạm vào những cái ngũ nghịch đại tội đó, thì ông ta có thể chứng đắc sơ đạo sơ quả, nhưng do cái cực trọng nghiệp, cái ác bất trọng nghiệp nó đã ngăn che, ông ta phải đi đến những cái cảnh giới khổ đau, sau khi thân hoại mạng chung thì phải rơi vào cái địa ngục đó. Thành ra nếu mà trong đời sống chúng ta không có dùng trí tuệ để thân cận những cái bạn lành, những cái người có trí tuệ, những người thiện trí thức, mà thân cận với những cái người trí tà kiến mê lầm, thì sẽ dẫn chúng ta đi đến những cái cảnh giới khổ đau. Những người mà xu hướng những cái ác bất thiện nghiệp, rồi tạo trữ nhiều những cái ác pháp. Thành ra mặc dù những chúng sanh này hữu duyên sanh ra trong cái dòng tộc cao quý tốt đẹp, có địa vị, có tài sản, nhưng mà mê lầm tà kiến, xu hướng theo tàn ác, làm những điều tội lỗi, thì từ cái chỗ sáng mà đi đến cái chỗ tối, hay là những cái trường hợp những cái vị công tử đó, những cái vị công tử con của các ông bá hộ, thay vì mà có hiểu biết đem cái tiền của mình đem làm những cái điều thiện lành, thì những cái vị công tử này vì mê lầm, ăn chơi cờ bạc trác tán, rồi phạm vào những cái tội tà dâm và rất là nặng nề, cho nên là sau khi mà thân hoại mạng chung thì phải rơi vào những cái cảnh giới địa ngục đó. Cho nên là qua cái bài kinh này đó, mà nếu mà mình là cái người có trí tuệ, quý vị nhìn vào cái đời sống xã hội, hoặc là những cái thân bằng quyến thuộc ở trong gia đình mình, mình sẽ thấy là có rõ ràng những cái bốn cái hạng người này, để từ đó mà chúng ta thấy cái lời dạy của Đức Phật, thấy rõ về cái quy luật nhân quả nghiệp báo, rồi và những chúng sanh mà hữu duyên và những chúng sanh mà kém duyên. Những người hữu duyên thì người ta sẽ thân cận gần gũi các bậc thiện trí thức, gần gũi đối với chư tăng để mà lắng nghe, để học hỏi, rồi thực hành các cái thiện pháp. Còn những người mà họ kém duyên họ không bao giờ họ gần gũi để mà lắng nghe những cái điều tốt đẹp, mà trái lại đó,
khi mà họ thấy những cái người khác mà tạo trữ những cái thiện nghiệp, họ còn không, chẳng những họ không hoan hỷ mà họ còn còn cản trở thế này thế khác nữa. Cho nên đó là đối với mà những cái chúng sanh đó, đó thì sao, thì dù là họ có phước hay là họ kém phước, thì những chúng sanh này á, sẽ đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi, không có được tốt đẹp đó. Cho nên là chúng ta thấy rõ bốn hạng người này, rồi với trí tuệ á, chúng ta ráng cố gắng nỗ lực để gần gũi lắng nghe những cái thiện pháp tốt đẹp, thực hành thật nhiều những cái chủng tử thiện lành, gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, rồi nỗ lực cố gắng tu tập ở trong cái đời sống hiện tại này, như là thọ trì tam quy, gìn giữ ngũ giới, rồi tích cực trong các cái thiện pháp như là thực hành cái thập thiện hay là thập hạnh phúc, rồi cố gắng tạo trữ thật nhiều những cái công đức phước báo, bất cứ những cái phước báo nào mà chúng ta có điều kiện chúng ta có thể thực hành, chúng ta có thể làm được thì mình nỗ lực cố gắng để mình làm đó, thì những chúng sanh này đó sẽ dù cho cái đời sống hiện tại họ có kém phước hay là những cái người mà có phước, thì những chúng sanh này cũng từ cái chỗ tối đi đến chỗ sáng, hoặc là từ chỗ sáng sẽ đi đến cái chỗ sáng hơn. Nếu mà những chúng sanh này tạo trữ các cái pháp độ, các cái điều kiện công đức phước báo tròn đủ, thì có khả năng đạt đến những cái tầng thánh hữu học, hoặc là có thể đạt đến những cái tầng thánh cao nhất, thánh lậu tận, để chấm dứt sanh tử luân hồi đó. Thành ra khi mà chúng ta biết Đức Phật dạy, Đức Phật thường tán thán những chúng sanh mà từ chỗ tối đi đến chỗ sáng, và là từ chỗ sáng mà đi đến cái chỗ sáng hơn. Còn ngược lại thì Đức Thế Tôn chê trách những cái người mà từ chỗ tối lại mê lầm tà kiến, lún sâu vào những cái hố sâu tội lỗi, hoặc là những cái người mà có phước, đời sống hiện tại này là có tài sản, có địa vị, nhưng mà thay vì mình tạo trữ những cái công đức phước báo, thì những chúng sanh này lại xu hướng theo những cái ác pháp gây ra thân nghiệp, khẩu nghiệp, ác nghiệp không ha. Cho nên là những chúng này thì sẽ từ cái chỗ tối đi đến cái chỗ tối hơn, hoặc là từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối, thì Đức Thế Tôn chê trách những cái người này. Cho nên chúng ta may mắn có duyên lành, chúng ta được học hỏi Phật pháp, chúng ta hiểu biết về cái định luật nhân quả, rồi chúng ta với trí tuệ, với cái những cái điều mà mình đã được học hỏi trong giáo pháp, để chúng ta trang bị cho mình những cái kiến thức để nỗ lực trong đời sống hiện tại, chúng ta tránh xa, giảm thiểu những cái bất thiện, chúng ta phát triển thật nhiều những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp trong đời sống. Mỗi ngày chúng ta nỗ lực học hỏi Phật pháp, mỗi ngày chúng ta cố gắng tạo trữ chút ít những cái thiện pháp, nhưng mà đều mỗi ngày những cái thiện pháp nào mình có thể mình làm được,
lễ bái tam bảo, rồi tu tiến, thiền định hay thiền tuệ, hoặc là chúng ta có điều kiện để mà chúng ta trao dồi học hỏi Phật pháp, mở mang sự hiểu biết về con đường chánh pháp, thì chúng ta cố gắng nỗ lực như vậy đó, thì chúng ta sẽ tạo trữ xây dựng cho mình cái con đường tốt đẹp trong cái đời sống tương lai. Thì nếu mà những chúng sanh á thường xuyên trong đời sống hiện tại này quân tập thường xuyên hàng ngày những cái thiện pháp, thì chắc chắn á, những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, những cái cảnh giới an ổn, hoặc là tái sanh vào những cái dòng tộc cao quý, có điều kiện tốt đẹp để tiếp tục tu tập, để tạo trữ những cái phước báo, những cái pháp độ để hướng đến cái con đường giải thoát. Thì đó là bốn hạng người mà Đức Thế Tôn đã đề cập trong cái câu Phật ngôn này. Thì sư cũng xin giải thích chia sẻ để quý vị hiểu biết rõ hơn. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ra ngay, chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo trữ nhiều công đức phước báo theo cái lời dạy của Đức Phật, và cố gắng nỗ lực cái chuyện nghĩa khi mà sức khỏe còn có điện, còn có trí tuệ sáng suốt, chúng ta phải nhanh chóng chúng ta làm thực hành cho thật nhiều. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch họa, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận thêm cái đề tài bài học ngày hôm nay. Mời đạo quý thầy giá. Dạ, sa thu. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay ạ. Con kính thỉnh Ngài ngồi nghỉ ngơi dùng nước để đạo tràng chúng con có câu hỏi thảo luận bài học ạ. Mong Ngài chỉ dạy thêm cho chúng con. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận về đề tài ngày hôm nay ạ. Dạ, con đến đạo tràng. Dạ, con chưa thấy bàn tay của ai giơ lên. Dạ, con xin phép được có một câu hỏi, mong Ngài chia sẻ thêm cho chúng con ạ. Dạ. Thưa Ngài, nếu như mà người mà đang trong ánh sáng mà biết được cái nghiệp của mình á, là nó đang bị vướng mắc trong cái kiếp hiện tại này á, thưa sư, thì muốn cố gắng để mà đi ra chỗ ánh sáng nữa, nhưng mà do nghiệp nó cản trở thì người đó bị một cái gì đó ngăn cản làm cho bị dừng lại á, thưa sư. Ví như là một người biết học đạo rất là giỏi, mà khi mà vướng mắc vào một cái chuyện gì đó mà người ta biết rằng là cái chuyện đó nó không tốt nhưng mà vẫn phải trả quả, thưa sư, nhưng mà họ cũng muốn cố gắng để mà thoát ra, để mà hướng thượng lên, nhưng mà vì là do cái nghiệp cản trở nên người ta phải bị dừng lại hoặc là thủy đi, thì như vậy thì người đó có đáng
được tám tháng hay là hay không ạ? Thưa sư, dạ con xin được dâng mic kính sư, mong sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sằng Thầy giả. Thì có những chúng sanh trong quá khứ họ cũng đã tạo trữ những cái thiện pháp và cũng có những cái ác bất thiện pháp, cho nên trong cái đời sống hiện tại đó, những chúng sanh này đó, có đôi lúc họ cũng muốn, họ muốn tạo trữ những cái thiện pháp, nhưng do những cái chủng tử mà bất thiện đó, nó mạnh hơn, những cái ác bất thiện pháp nó mạnh hơn, những cái chướng nghiệp đó, nó nổi trội hơn, cho nên đó là trong cái đời sống hiện tại này đó, có đôi lúc họ muốn muốn tu tập, muốn làm những cái thiện pháp, nhưng mà đó, nhưng mà bị những cái chướng nghiệp nó cản trở, không? Nhưng mà cái người này nếu mà với trí tuệ có sự cố gắng nỗ lực để mà vượt qua những cái chướng nghiệp đó thì họ họ sẽ đi đến những cái tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà cái người này đó thiếu sự nỗ lực, cái niềm tin nó còn non yếu ha, cái sự tinh tấn chưa có mạnh mẽ thì đâu, thì cái người này đó, thường hay là trở lui, buông xuôi. Thì đối với những cái người mà họ có cái sự mạnh mẽ đó, họ cố gắng mà vượt qua những cái chướng nghiệp để tu tập, để học tập, để thực hành các cái thiện pháp. Nếu mà họ họ bị ngăn trở đó, thì mình có thể mình sách tấn để họ mạnh mẽ lên nha. Còn đối với những cái người mà cái trí tuệ, cái niềm tin vào tam bảo, niềm tin vào cái định lực nghiệp báo mà nó còn non yếu, họ có đôi lúc họ buông xuôi, họ chán nản, họ buông xuôi, thì bây giờ những chúng sanh đó vì cái chướng nghiệp của họ quá nặng, thì thôi, là cái người đó mình cũng không có thể mình giúp đỡ gì được đâu, do đó đó thì cũng tùy theo những chúng sanh, nếu mà họ hướng về những cái thiện pháp, những điều lành, những điều thiện, nhưng mà họ có sự nỗ lực mạnh mẽ, tinh tấn, thì có thể chúng ta sách tấn, rồi chúng ta hỗ trợ cho họ để họ vượt qua những cái chướng nghiệp để thực hành các cái thiện pháp. Còn đối với những chúng sanh á, mà họ chưa có cái niềm tin vững vàng, rồi họ không có sự cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái chướng nghiệp, thì đối với những cái người mà họ buông xuôi, họ trở lui, họ không thực hành, thì những chúng sanh này bây giờ mình có muốn hỗ trợ khuyên nhủ họ cũng thì tùy theo cái mỗi chúng sanh mà chúng ta có sự hỗ trợ để giúp đỡ họ nha. Thì trong đời sống, trong kinh mình cũng thấy cái trường hợp mà vợ chồng của cái ông bá hộ, cái người chồng á là con của một cái vị bá hộ mà có một đứa con trai duy nhất. Rồi người vợ đó là cũng là con gái của một vị bá hộ mà cũng có mình cô ta là duy nhất.
Cho nên là hai người này đó thừa hưởng một cái gia tài rất là lớn. À, đó, hai người này thừa hưởng cái gia tài rất là lớn. Nhưng mà vì á, vì kém trí tuệ rồi cái chướng nghiệp, à chướng nghiệp nó trổ quả. Cho nên á, thay vì á là để cái tài sản đó để mà kinh doanh làm ăn buôn bán ha, à, hay là cúng dường tu tập, nhưng mà hai người này đó thì mê lầm, à, nghe lời xúi dục của cái bọn xấu mà đem cái tài sản đó hằng ngày là tổ chức tiệc tùng, uống rượu chè say sưa ha, rồi chè chén đàn hát này kia nọ, cho đến cái hai cái cả hai cái tài sản đó mà khánh tận luôn. À, cuối cùng á là hai người này phải đi ăn xin, mà đi ăn xin cũng không ai cho nữa, cho nên họ mới đến trước cái cổng tịnh xá, ở đó để chờ khi nào mà chăng ăn xong rồi còn những cái tàn thịt á để cho họ, thì có những cái chư tăng bàn tán đến tai Đức Phật. Đức Phật mới giải thích rằng á, những cái người này họ có khả năng đó, có khả năng chứng đắc đạo quả đó. Nhưng vì những cái xu hướng theo kẻ xấu rồi á, rồi lún sâu vô những cái ác bất thiện pháp, cho nên á, cái con đường mà đạt đến thánh đạo thánh quả nó cũng bị ngăn che. Mà cái con đường mà để tạo dựng cái tài sản thế gian đó, nó cũng mất đi. À, cuối cùng bây giờ đó hai người này đó phải đi đến cái chỗ tầm tối, hiểu đó, rõ ràng đó, đó là cái người mà có phước rồi đó ha, sanh ra trong cái gian giảng rất là nhiều đó. À, nhưng vì thiếu trí tuệ, à, những cái chướng nghiệp nó sanh ra. Nếu mà mình không cố gắng mình vượt qua, mình buông xuôi, à mình buông xuôi, mình nghe theo lời những cái lời xúi dục của kẻ xấu, à thì nó sẽ ngăn chè mình, à đạt đến cái thánh đạo thánh quả, cái tài sản của bậc thánh, rồi cũng mất luôn cái tài sản ở nhân giới ha. Thay vì đem cái tài sản đó để làm ăn kinh doanh, để phát sanh tài sản hợp pháp, thì tiêu pha quan phí, à, vô bổ, à, cho đến khánh kiệt đó. Cho nên là đối với những chúng sanh mà họ còn mê lầm, họ còn xu hướng theo những cái ác bất thiện pháp, thì chúng ta không thể mà giúp đỡ hay hỗ trợ gì được ha. Đó, thành ra nếu mà những cái chúng sanh họ có sự hiểu biết, có sự nỗ lực, có sự tinh tấn để vượt qua những cái chướng nghiệp ấy, thì chúng ta có thể sách tấn, à, hỗ trợ giúp đỡ cho họ. Còn nếu mà chúng ta, những chúng sanh ấy, họ mê lầm, họ xa đà, buông xuôi, không cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái chướng nghiệp, thì mình cũng đành chịu thua thôi nha. Đó, xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Ngọc Trai. À, chúc cô mau thoát khỏi hết những cái bệnh tật, phục hồi sức khỏe được tốt đẹp, an ổn. À, Nam mô Bụt Thầy. Dạ, alo, dạ. À, xin kính lễ Ngài Pháp Thành, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. À, cảm ơn Dung Phạm và Pháp Môn Lộc Cai đã cho biết tình yêu tốt. À, Pháp Môn Lộc Cai chắc bữa giờ bệnh nên cũng ít lên tham gia nha. Khỏe lại, lo tham gia đều nha. Dạ, sư.
sư sư còn thắc mắc là yếu tố nhân duyên nào mà tạo nên hàng người mà từ bóng tối đến bóng tối, rồi từ ánh sáng đến bóng tối á. Tại vì con theo con hiểu thì được làm kiếp người thì cũng rất là khó, cũng phải trải qua cũng nhiều thiện nghiệp. Vì sao mà lại số người mà sinh ra nghèo khổ rồi đi đến bóng tối thì mình biết rằng là do trước thì cũng ít có cái phước mà tạo cúng dường bố thí cúng dường thì nó ít thì nghèo, nhưng mà đã có cái tâm bố thí cúng dường, tại sao đại kiếp này lại có cái tà kiến à? Có phải là do trong trước là họ sống sinh trong một những gia đình mà ngoại đạo không hiểu, nhưng mà họ vẫn có bố thí cúng dường nên năm nay kiếp này nó họ mới có cái tà kiến như vậy. Dạ, cho sư cho con biết về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Thầy Giả, Nam mô Sanh Thầy Giả. Thì ở đây đó, ở đây chúng ta thấy rằng những chúng sanh mà sanh ở những cái dòng tộc thấp kém, mà rồi họ có cái sự hướng đến cái con đường thiện pháp, nỗ lực tu tập. Thì đây đó mình phải hiểu á, là những chúng sanh này đó trong cái đời sống quá khứ đó, họ cũng có tạo trữ, họ cũng có tạo trữ những cái thiện pháp nhưng mà sao dễ vui rồi á, là khi mà tạo trữ những cái thiện pháp đó với những cái tâm bất thiện nó xen vô, cho nên nó là bây giờ đó là cái kiếp hiện tại này đó, những chúng sanh này đó họ trả cái nghiệp xấu, họ sinh ra ở trong những cái dòng tộc thấp kém nhưng mà đó do cái chủng tử tốt đẹp, do những cái chủng tử, những cái thiện pháp mà họ tạo trữ đó, nó sẽ dẫn dắt họ để mà vượt qua. Thì ở đây á, là sư lấy cái cuộc đời của cái nàng Kuchutara đó ha. Thì nàng Kuchutara rồi này đó là cái người mà bị linh gù á ha, là gì, là cái kiếp quá khứ đó, là cái tiền thân cô này đó, cổ có cúng dường đặt bát hậu độ, cúng dường đến các cái vị Phật độc giác nhưng mà quý vị biết là các cái vị Phật độc giác đó, thì có cái thân hình đó, nó không có được toàn vẹn như bậc chánh đẳng chánh giác ngài còn những cái khuyết tật ở trên thân. Thì sau khi mà cúng dường đến các vị Phật độc giác rồi đó, thì cái cô tiểu thơ này nè mới nói với những cái vị mà những cái người bạn của mình thì mấy cái cô này á, mấy người bạn nó hỏi chứ vậy cô là đệ tử của vị nào, thì cô ta mới giả làm cái người gù linh người gù linh đó, là vì những cái người bạn này mới cười giỡn ha. Và do cái phước báo mà cúng dường đó là cái thiện pháp rồi cái sự mà đùa giỡn với cái sự khổ tập sự kém cỏi của người khác, đó là một cái ác bất thiện pháp. Cho nên á, là cô ta á, nhiều kiếp sống
cô ta phải sinh ra có cái tập, có cái tập gù lưng từ trong bụng mẹ ha. Nhưng mà những cái chủng tử mà tốt đẹp từ trong quá khứ cô ta tạo trữ đó, nó dẫn dắt thành ra khi mà cô ta sanh ra trong cái dòng hạ tiện là nô tỳ, nô tỳ của bà hoàng hậu ha. Nhưng mà sao, nhưng mà nhờ cái nhiều kiếp quá khứ cô ta đã tạo trữ cái công đức ha. Thành ra là hôm đó là cô ta thay vì mà đi ra chợ đi ra chợ mua bông hoa để đem về cho bà hoàng hậu trang trí, thì cô ta đi đến kỳ viên nghe pháp, và cô ta chứng đắc sơ đạo sơ quả tu đạo quả. Cho nên là cô ta mới về ha, về trong hoàng cung, rồi cô ta thuyết những cái pháp mà mình đã nghe, và những cái bà hoàng hậu và 500 người cung nữ dạ, cảm ơn đã cho biết tín hiệu có trở lại. Lâu lâu thỉnh thoảng cái mạng nó cũng bị có vấn đề, xin quý vị quan hệ ha. Thì khi mà cô ta thuyết lại những cái pháp mà mình từng được nghe đó, được nghe từ Đức Phật, thì các cái bà hoàng hậu và 500 người cung nữ này cũng đắc sơ đạo sơ quả đó. Cho nên khi mà chư tăng hỏi về cái nguyên nhân nào mà nàng Khuchchuttara đó là sinh ra trong cái hạ tiện, là cái người tôi tớ rồi bị tật nguyền vậy đó, thì Đức Phật nói là cái nguyên nhân á, hồi xưa á, cô ta là một cái người con gái của ông Bá Hộ ha. Cô ta cúng dường đến Đức Phật độc giác ha. Rồi một lần đó là cô ta cúng dường để vật thực vô bát, cúng dường mấy vị Phật độc giác đó, thì do cái vật thực nó nóng cho nên nó là khi mà để cái vật thực vô quá nóng vậy đó, thì thấy các ngài cứ xây cái bát không à, thì cô ta đang đeo mấy cái chiếc vòng bằng ngà đeo trong tay mấy chiếc vòng ngà đó, cô ta mới cõi ra cô ta cúng dường làm cái chân bát để cho các cái vị Phật độc giác tránh khỏi cái sự nắm bức của vật thực ở trong cái bình bát đó. Đó là cái nhân mà để sau này để mà tạo cái trí tuệ đó ha. Rồi cái sự mà cúng dường này kia nọ đó là cái phước báo nhưng có cái cản trở, cái chướng nghiệp là giả dạng ha, là cái người gù lưng để chế diễu bẩn cợt với cái sự tập nguyên của vị Phật độc giác. Cho nên là Đức Phật mới nói sao, hả mà nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp đen thì cho quả đen, nghiệp có trắng có đen thì cho quả có đen có trắng nha. Cho nên á là vì cái sự cười đùa giỡn cợt với cái tật nguyền khổ đau của chúng sanh khác, cho nên là cô ta phải sanh trong cái dòng hạ tiện làm đầy tớ nhưng do cái trí tuệ đã tạo trữ và những cái công đức phước báo đó cho nên là cô ta đi đến tịnh kỳ viên tịnh xá, cô ta nghe một cái thời pháp của Đức Phật thuyết, thì cô ta đã đạt đến sơ đạo sơ quả đó. Cho nên là ở trong đời sống là do cái duyên nghiệp của mỗi chúng nó là vậy. Tại vì còn là phàm nhân cho nên là cái trí tuệ nó còn kém dễ vui, cho nên mình có tạo trữ cái thiện pháp mà cũng có tạo trữ những cái ác bất thiện pháp, cho nên cái đời sống hiện tại này nó lẫn lộn nhưng mà những chúng sanh á mà có tạo trữ phước báo cho nên mới được tái sanh lên làm người, nhưng do cái chướng
chướng duyên, cái chướng nghiệp, à cái quả xấu á, sinh ra trong những cái dòng hạ tiện. Nhưng mà nếu mà cái phước báo của người này có thì từ cái chỗ mà thấp thỏi à, sẽ hướng đến cái sự tu tập tạo tự các cái phước báo thiện pháp. À, còn nếu mà những cái chúng sanh này mà cái chướng nghiệp, à, cái chướng duyên mà nó mạnh á, thì mặc dù sanh ra trong cái chỗ mà thấp thỏi vậy đó, hay là tạo trữ phước báo thì họ lại tạo trữ những cái ác nghiệp, à, buông lung và trong cái đời sống hiện tại, à, theo những cái ác pháp, thì họ sẽ từ cái chỗ thấp thỏi mà đi đến cái chỗ tối tăm hơn nha. Thì tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh, chứ mình bây giờ mình cũng khó mà nói được đó nha. Thì cái bức tranh mà duyên nghiệp của mỗi chúng sanh á, nó muôn màu muôn vẻ, à mình không thể nói được tại sao nó như vậy, à tại vì mỗi cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh đã tại gieo trồng, à, nó khác nhau, cho nên bây giờ á, cái nghiệp quả trong cái đời sống hiện tại này á, nó cũng có nhiều cái sự khác biệt, à tùy theo cái thiện nghiệp nó mạnh thì nó sẽ dẫn dắt mình vượt qua, à nếu mà những cái ác bất thiện nghiệp, những cái chướng nghiệp mà nó mạnh thì nó sẽ cản trở, à cái con đường hướng thiện. À, xin giải thích với hành pháp, à, chúc hành pháp nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá. Dạ, sa thu, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, thưa sư, nếu như mà vì cái chướng nghiệp đấy mà để cho mình dù có cái tâm hướng thượng, hướng tốt nhưng mà cũng bị cản trở, không làm được cái việc đó, thì như vậy thì nếu như mà chỉ đó nói đến làm phước thôi á, thưa sư, thì gọi là cái phước nó cản trở thôi. Còn nếu như mà về cái tâm á, cái tâm mà quyết chí muốn học hỏi, vượt qua những cái trở ngại đó, thì có được gọi rằng là người đó có cái tâm hướng thượng không, thưa sư? Mặc dù là bị nghiệp cản, nhưng mà cái tâm của người ta vẫn cứ muốn làm những cái việc thiện, việc tốt, để mà được từ ánh sáng ra, thưa sư. Chứ còn nếu như mà bị nghiệp cản mà dù là nó là xấu đến để cho người ta không hành được những cái tốt đi, nhưng mà cái tâm của người ta vẫn cứ muốn tốt lên đó, thưa sư, thì như vậy thì có phải là có cái người là vẫn là muốn là từ ánh sáng ra ánh sáng không, thưa sư? Hay là do cái nghiệp xấu đấy thì lại thành từ ánh sáng đi vào chỗ tối ạ? Dạ, con muốn là hỏi rõ như vậy ạ, thưa sư. Dạ, kính mong sư chia sẻ thêm cho con ạ. Nam mô Bổn Sư Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sư Thầy Giá. Thì ở đây là cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh là ở đây do cái mãnh lực của cái thiện nghiệp nó có mạnh hơn là cái ác bất thiện nghiệp hay không. Nếu mà trong quá khứ những chúng sanh này tạo trữ cái thiện nghiệp nó mạnh mẽ ha, à những cái thiện nghiệp nó nhiều hơn, à hoặc là cái tâm ý khi mà mình làm những cái thiện nghiệp đó nó mạnh mẽ ha, thì nó sẽ vượt qua. Còn ngược lại, nếu mà những chúng sanh này tạo trữ những cái thiện nghiệp á, à với cái tâm yếu đuối, à có phải có sự gọi là tâm hỗ trợ đó ha, mà trong khi họ tạo trữ những ác bất thiện nghiệp với cái tâm mạnh mẽ,
thì như vậy thì họ không có thể mà vượt qua được. À, thì do cái năng lực nghiệp báo mà họ tạo thôi. Nếu mà trong cái khi mà họ tạo cái thiện nghiệp ấy, mà họ tạo với cái tâm yếu đuối được, à, phải có hữu, phải có sự trợ giúp, à, hỗ trợ đó, thì cái thiện nghiệp này nó yếu. Mà nếu mà họ tạo bất ác bất thiện nghiệp mà với cái tâm mạnh mẽ ha, à, thì như vậy cái chướng nghiệp nó mạnh hơn, thì họ khó mà vượt qua được. Còn cái trường hợp á, nếu mà họ như cái nàng Kuchotara đó, là họ có tạo cái thiện nghiệp, à, cái thiện nghiệp, nhưng mà một cái giây phút dễ vui, à, đùa giỡn, à, tạo trữ cái ác bất thiện nghiệp, nhưng mà cái ác bất thiện nghiệp này nó yếu hơn, à, thì như vậy người ta mới có thể có khả năng mà vượt qua được, thấy không? Còn nếu mà họ mà, à, tạo trữ cái ác nó quá mạnh, thì khi mà cái chướng nghiệp mà nó mạnh quá đó, à, họ không thể nào mà vượt qua được. Đó, thành ra nó do cái năng lực, do cái động lực tâm mà khi mà họ tạo trữ đó. Nếu mà cái động lực tâm mà tạo trữ cái phước nó mạnh ha, rồi có tạo trữ bất thiện nghiệp, nhưng mà cái bất thiện nghiệp nó yếu, thì cái này nó sẽ lấn át, nó vượt qua được chướng nghiệp. Nhưng mà nếu mà tạo trữ mà cái thiện nghiệp mà yếu, mà tạo trữ ác bất thiện nghiệp, cái động lực nó mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, thì như vậy cái động lực bất thiện nó sẽ lấn át cái quả thiện. À, thì do cái nghiệp lực của mỗi chúng sanh thôi. Hả? Ha. Thành ra là mỗi cái quả trong đời sống hiện tại này nó cho, à, để mà chúng ta thấy, chúng ta biết được cái nghiệp, những cái chủng tử mà chúng ta gieo từ quá khứ, à, nó như thế nào, à, à, bây giờ nó sẽ cái quả đến là như thế đó, để rồi tự mình khi mà mình học, mình hỏi, mình hiểu biết về cái định luật nhân quả, thì mình sẽ phản tỉnh, mình quán xét, mình xem xét, mình sẽ biết được, à, những cái chủng tử mình đã gieo. À, xin giải thích cho Pháp Hồn Lào Trang, và chúc con nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, sa thu, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Như vậy thì sẽ phải có một cái năng lực tu tập thật là mạnh mẽ thì mình mới vượt qua được những cái ác nghiệp mà đã gieo á, thưa sư. Như là những vị mà chứng quả A-la-hán rồi đó, thì những vị ấy thì vượt qua được hết tất cả những cái bất thiện nghiệp quá khứ, đúng không thưa sư? Thì là cái những cái nghiệp đó không theo kịp được vị ấy. Dạ, con xin phép được dâng mic lên đạo tràng, kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Dạ. Dạ, huynh hành pháp có nghe được không huynh? Nếu mà huynh có muốn hỏi câu gì thì xin mời bàn tay của huynh nhé. Dạ, dâng mic lên đạo tràng.
bên 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 tín hiệu của huynh hành pháp ngồi các bạn ạ. Dạ xin kính mời bàn tay thảo luận của đạo tràng về đề tài bài học ngày hôm nay. Dạ thưa sư, trong thời gian chờ đợi bàn tay của mọi người thì con xin phép được hỏi thêm một câu hỏi ạ. Dạ thưa sư, nếu như mà trong bốn cái trường hợp này á, thì con thấy là có cái trường hợp mà chỗ tối đi vào chỗ tối rất là nhiều, nhiều hơn khi mà chỗ tối đi vào chỗ sáng thưa sư. Bởi vì là trong những cái khó khăn ấy, thì con thấy là rất là nhiều hoàn cảnh họ khó khăn thì họ lại càng thêm khó khăn thêm. Mà khi mà họ khó khăn rồi thì họ lại thường hay bị xì chết đấy thưa sư. Những cái hoàn cảnh làm cho họ rất là khó chịu, rồi họ sẽ phát ra những cái lời nói không tốt, rồi thì những cái ý nghĩ tiêu cực, và lại còn không có biết cúng dường hay bố thí, bởi vì là họ đang nghèo đã khốn khó rồi đó thưa sư. Nhưng mà đó là do là cái nhân quá khứ của họ, họ gieo họ bị như thế. Nhưng mà ví dụ như là những cái người mà họ đang nghèo khổ ấy thưa sư, họ cũng sống cái kiểu chỗ tối chỗ tăm như vậy. Nhưng mà khi mà may á, họ được trúng số độc đắc ấy thưa sư, thì họ có số tiền như vậy. Và cái số tiền đấy thì như thế nào để gọi được rằng là họ sẽ đấy, như vậy thì có phải là được là từ tối ra ánh sáng không thưa sư? Khi mà họ mà đang khổ như vậy mà họ được trúng sổ số như vậy á, thì có phải là từ bóng tối mà được ra ánh sáng không thưa sư? Dạ con xin kính dâng mic kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sằng Thầy giả. Thì Đức Phật có nói là nghiệp quả chúng sanh bất khả tư nghị. Cái nghiệp quả chúng sanh thì mình không có thể mà nghĩ bàn được. Mình khó mà hỏi là tại sao nó vậy lắm, phải không? Tại vì cái nhân quá khứ nó đã gieo rồi mà cái quả thì nó sẽ phản ảnh để mình thấy được. Cái nhân quá khứ nó như thế nào? Có những cái người mà họ từ cái nghèo khổ họ được một cái khối tài sản lớn thì cái này á, mình nghĩ là họ từ cái chỗ mà nghèo khổ bây giờ họ trở thành giàu có nha. Nhưng mà họ có biết cái sử dụng cái tài sản này cho nó hợp lẽ hay không? Quý vị thấy mà cái người mà họ trúng số độc đắc rất là nhiều, nhưng mà đó thay vì họ sử dụng cái tài sản đó để tạo trữ những cái công đức phước báo thì họ lại mê lầm. Ôi trời ơi, hồi đó giờ mình nghèo khổ quá rồi, hồi đó giờ mình nghèo khổ có ai giúp đỡ mình đâu, bây giờ mình có cái tài sản này á để mình ăn chơi tiêu pha xài phí cho nó thỏa thích ha. Rồi bắt đầu là nhậu nhẹt, cờ bạc, trác tán đủ thứ hết thì cái tài sản này đó, nó cũng không có đem đến cái lợi ích mà nó còn lún sâu vào cái bất thiện nữa còn nếu mà cái người này đó họ từ cái chỗ nghèo khổ họ may mắn họ có được một cái tài sản lớn họ trúng số đi, nhưng mà họ biết hồi đó giờ mình nghèo khổ là do mình kém phước, bây giờ mình sẽ đem tài sản này hỗ trợ giúp đỡ cho trong thân quyến
em út và bà con thân thuộc gì đó ha, rồi đem cái tài sản này hỗ trợ cúng dường và cho những cái trại mồ côi, nuôi những người già khuyết tật rồi này kia nọ ha, hỗ trợ thuốc men cho những cái người đang bệnh tật ha, rồi cúng dường đến tam bảo ha, hay là họ sửa đường, họ xây cầu này kia cái nọ để làm phước, những cái điều phước thiện á, thì cái này đó thì nó mới đem đến cái lợi ích à, mới từ cái chỗ tối mà đi đến cái chỗ sáng ha. Chứ còn cái á, quý vị biết bằng cái vật chất á, cái tài sản á, có khi nếu mà chúng ta có trí tuệ, chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ đem đến cái lợi ích à. Còn nếu mà chúng ta thiếu trí tuệ à, chúng ta không có biết sử dụng cái tài sản một cách hợp lẽ, mà mình tiêu pha phung phí rồi này kia nọ đó, rồi ra là sanh cái tâm trong cao ngạo mạn, rồi thì cái ác bất thiện pháp nó sanh khởi, thì nó sẽ là ngược lại. Thành ra đó, ta nói sao, cái tài sản giống như cái con dao hai lưỡi vậy đó. Nếu mình biết sử dụng nó thì nó mang đến cái lợi ích, còn nếu mà mình không biết sử dụng à, thì nó sẽ là cái điều tai hại. Cho nên á, cái tài sản á, mình phải biết sử dụng với trí tuệ à, mình sử dụng với trí tuệ thì nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Còn nếu mà cái tài sản mà mình sử dụng với cái tâm bất thiện, với tâm phiền não à, thì nó sẽ đem đến cái hậu quả tai hại khổ đau à, cho nên cái điều quan trọng đó là khi tài sản nó phát sanh lên à, mình sử dụng cái tài sản đó như thế nào à, cái điều đó là cái điều quan trọng à, nó sẽ đem đến lợi ích nếu chúng ta biết sử dụng một cách hợp pháp à, còn nếu mà chúng ta à, sử dụng không đúng pháp à, thì nó sẽ gây hậu quả khổ đau tai hại. Dạ, xin giải thích pháp nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, dạ chúng con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Dạ, con xin dâng mic lên đạo tràng ạ. Sư và con mời dạ huynh hành pháp lại rất bách rồi, xin mời huynh cầm mic lại nhé. Rồi xin dạ thưa sư huynh hành pháp à, muốn hỏi câu hỏi nhưng mà do cái bên mạng hơi chặt một chút nên là chưa hỏi được. Dạ con xin phép được xuống mic chờ huynh ấy vào hỏi, hoặc là có thể nhắn tin lên để mà
con sẽ đọc cho huynh nghe ạ. Thưa sư, trong thời gian chờ đợi thì con xin phép được đặt thêm một câu hỏi nữa và xin kính mời bàn tay thảo luận tiếp theo của đạo tràng nhé. Dạ kính bạch sư, nếu như mà mình có thể nói được rằng là những cái người mà người ta từ bóng tối đi sang bóng tối á, thì có rất là nhiều, nhưng mà cũng có những cái người mà từ ánh sáng đi ra ánh sáng thì cũng rất là nhiều. Bởi vì là con thấy là nhiều người người ta giàu, người ta có tiền, thưa sư, thì người ta lại mạnh về gạo bạo về tiền mà. Thì họ cũng có thể họ chi ra rất là nhiều đồng tiền. Họ có thể là họ đi làm từ thiện, hoặc là họ có thể họ đi làm những cái việc khác như là giúp đỡ xây cầu đường, thì nói chung là làm nhiều thiện nghiệp nữa. Thì như vậy thì là họ rất là dễ, bởi vì họ có tài sản sẵn rồi. Thế nhưng mà đó là một người là biết là từ ánh sáng ra ánh sáng. Thế nhưng mà có phải là đa phần là những người có tiền thì họ thường dễ làm những cái thiện pháp hơn những người nghèo khổ không, thưa sư? Thì nếu mà như vậy thì ở những cái người nghèo khổ thì rất ít có những cái cơ hội để mà được từ bóng tối ra ánh sáng. Con xin sư cho con được có câu hỏi là nếu như mà một người mà có thể từ bóng tối ra ánh sáng mà trong khi đấy điều kiện đồng tiền không có, thì phải làm như thế nào để mà mình vượt qua những cái khó khăn của cái nghiệp chướng đó? Dạ con xin phép dâng mic đến sư, mong sư chia sẻ thêm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Mây ạ. Nam mô Sang Thầy ạ. Cái sự cúng dường bố thí ở đây đó, mình không phải là chỉ có tiền của mình mới làm được. Có đôi lúc á, mình có thể mình tạo trữ cái thiện pháp bố thí bằng cái công sức của mình cũng được. Chứ không phải chừng nào mà tôi có tiền có của, tôi giàu có tôi mới đi bố thí. Quý vị biết rằng cái đời sống ở trong thế gian này đó giống như là cái dòng nước vậy đó. Quý vị ra thấy rằng cái khi mà cái dòng sông mà nó chảy á, thì tất cả những cái vật mà nó trong cái dòng sông đó trong cái dòng nước đó, nó xuôi chiều thì nó rất là dễ, mà nó ngược chiều thì rất là khó. Không? Cái chiếc thuyền á, mà nó xuôi theo cái dòng chảy của cái sông á, thì nó dễ dàng lắm ha. Còn mà nếu mà cái chiếc thuyền mà muốn ngược dòng á, thì nó rất là khó. Cho nên á, trong Pháp Cú Kinh Đức Phật nói rằng đa số rất nhiều những chúng sanh á, mãi xuôi ngược bờ bên này. Những chúng sanh mà vượt thoát qua được bờ bên kia đó, rất là ít, không? Hay là Đức Phật có lần dùng cái hình tượng đó, Đức Phật nói là chúng sanh mà ở trong thế gian này đó, tu tập đó, giống như là cái số lông con bò đó. Mà chúng sanh mà vượt qua đến bờ bên kia đó giống như cái số sừng của con bò. Quý vị thấy rằng
ở trên thân con bò cái lông nó rất là nhiều, nhưng mà cái sừng đó thì nó chỉ có hai cái thôi, không? À, thành ra đó đa phần chúng sanh ở thế gian này họ bị cái tài tình danh lợi, à, sắc thinh vị xúc của cái thế gian này nó lôi cuốn rồi, à, thành ra những cái chúng sanh mà tạo trữ những cái chủng tử mà thiện lành đó, mạnh mẽ đó, thì họ mới mà vượt thoát ra thôi, không? Quý vị thấy đa phần 10 người mà giàu có đó, mấy người mà họ biết để tạo trữ những cái công đức phước báo đó, rất là ít, một người hai người ha. Còn 8 người đó, là họ nghĩ sao họ giàu có như vậy rồi mà chưa có đủ, phải dung quán thêm ha. À, bằng cách này bằng cách khác họ tích cóp để cái tài sản họ càng ngày á càng nhiều hơn, chứ họ không có muốn xả bỏ đâu, xả ra đâu ha. Đó, thành ra đó là những cái người mà từ chỗ sáng mà đi tới chỗ sáng nó rất là ít, à, mà từ chỗ sáng mà đi đến chỗ tối thì nó nhiều, ha, đó. Rồi cũng vậy, những cái người mà từ chỗ tối đó, ha, những cái phước thiện của họ tạo trữ phải mạnh hơn mới là thúc đẩy để họ vượt qua được những cái chướng nghiệp để đi đến cái tạo trữ những cái thiện nghiệp để đi đến cái chỗ sáng. Chứ đa phần là họ cũng bị cuốn trong cái dòng xoáy của cái đời sống. Thì có một lần á, sư đi xe từ ở miền Trung đi về trong Nam, thì có cái chú này á, chú ở Tuy Hòa. À, chú làm cái nghề câu mực. Như là chú cũng có biết làm phước. Đi cũng đi chùa rồi này kia cũng vừa. Nhưng mà còn mê làm tà kiến. Thì chú cũng biết là cái nghề mà đi câu mực á là nó cái nghề nó không có tốt. À, nhưng mà bây giờ á tại vì á trong dòng tộc, trong gia đình á từ hồi mà cha ông tới giờ á toàn là làm cái nghề mà chài lưới đi biển không à, ha, đó thì chú cũng biết đi chùa làm phước rồi kia nọ, sư mới khuyên nói thôi bây giờ á chú cũng có điều kiện khi mà có cái tài sản rồi đó, thôi bây giờ mình kiếm cái nghề khác, mình chuyển đổi để mình kiếm cái nghề khác mình làm ăn, đừng có đi biển nữa, thì chú cũng chịu. Chú nói con nghĩ là bây giờ á gia đình mình hồi đó giờ ông bà cha mẹ mình làm rồi, bây giờ mình làm, nhưng mà mình làm mình biết đi làm phước, mình biết đi cúng chùa, thì mai mốt mà lỡ mình có chết thì có thầy dầu lợi cúng kiến rồi kia nọ thì mình cũng đi sanh lên cõi cực lạc rồi cũng tốt, không? Bị vì sao người ta dính mắc vào cái mê lầm tà kiến rồi. Mình khó mà gỡ ra lắm. May mắn là chú cũng biết đi cúng chùa, đi làm phước đó. Nhưng mà còn mê lầm tin vào những cái mà khi mà mình chết rồi đó mà có sự cúng kiến rồi kia nọ thì mình sẽ đi đến cái cõi tốt đẹp. Đó. Rồi một trường hợp nữa thì cái ông này đó, ông này trước giải phóng ổng cũng là một cái người có địa vị, có quyền chức nha, nhưng mà sau giải phóng rồi đó thì ông ta mất hết cái quyền chức, mất hết tài sản, cho nên là cả
cả nhà ở trong một cái chỗ cũng cũng không có được ổn lắm ha. Nguyên cả gia đình sống bằng cái nghề mà đi bán vé số đó. Rồi một bữa đó cái nhân viên, một bữa nhân viên ổng đi ngang qua cái chùa Tam Bảo Đà Nẵng, thì tự nhiên cái chủng tử mà thiện lành á, thiện lành á, nó xuất hiện, nó đến cái gì á, thì ông ta mới nghĩ là bây giờ á, một tuần lễ mình đi bán cái số 6 ngày thôi, chưa một ngày đi vô chùa làm công quả, thì quý vị thấy rằng á, là cái không phải là cái bố thí về cái tiền của không, mà nếu mà mình có công sức, mà nếu mà mình có cái tâm thiện thì mình cũng tạo phước được đó. Thì hàng ngày là ông ta đi bán vé số, nhưng mà tới chủ nhật là ông nghỉ, ngày chủ nhật là nghỉ, đi vô chùa làm công quả từ sáng cho tới chiều, không có nề hà công chuyện cực nhọc dơ bẩn gì đó. Ông ta quét dọn, quét lá ở xung quanh mấy cái Phật cảnh sân chùa ha. Rồi ông ta vét bùn đất ở dưới những cái cống rãnh ở xung quanh chùa đó ha. Rồi dọn lau dọn những cái nhà vệ sinh, nhà tắm của chư tăng, của Phật tử ở chùa đó, ông ta làm hết ha. Làm với cái công sức mà rất là hoan hỷ nhưng mà đặc biệt là kêu mà sư nói thôi chú ổng tên Tàu, ổng tên Tàu chứ không phải ổng người Tàu, thôi chú Tàu làm công quả thì trưa ở lại ăn cơm. Ổng nói không được, không được, con làm công quả thôi chứ con không ăn cơm chùa, mình đã phước ít rồi mà bây giờ mình ăn cơm chùa đó còn mắc nợ thêm nữa, cho nên là nhất định khuyên nói gì nói làm tới trưa chạy về nhà ăn cơm xong rồi vô chiều vô làm tiếp, làm với cái tâm rất là hoan hỷ nhưng mà cũng đôi lúc cũng còn cái sự chấp thủ. Cái mấy bà Phật tử á, các bà thấy ổng làm như vậy đó là không có nề hài hết, dơ bẩn gì cũng xuống là dọn dẹp những cái cống rãnh rồi này kia nọ nè. Các bà nói chứ cha chú Tàu bữa nay làm có phước nhiều quá, chú Tàu bữa nay làm phước có phước nhiều quá, chia cho tôi với nha. Ông nói sao luôn chia cái gì mà chia đó, tôi chia cho bà một khúc cái đường mương đó, bà xuống dưới bà làm đi cho có phước. Không đó, thành ra đó, có những người á thì họ cũng có cái trí tuệ, họ cũng có cái tâm hướng thiện, muốn tạo trữ những cái công đức phước báo, không, nhưng mà đó họ không có điều kiện về vật chất, họ trong cái kém về cái tiền tài vật chất, thì nếu mà họ hướng thiện họ cũng thể làm phước được vậy, thấy không? Vô chùa mình quét dọn dẹp, lau dọn những cái Phật cảnh, lau dọn chánh điện ha, rồi lau dọn ở trên cái bàn Phật kia nọ, thì như vậy mình cũng có phước, chứ không phải mà đợi tới chừng nào mà có tiền có của rồi kia nọ ha. Có nhiều người họ có tiền có của nhưng mà chưa có chịu bố thí, chừng nào tôi giàu có, chừng nào mà tôi trúng số, chừng nào mà tôi dư ăn dư để rồi kia nọ đó, tôi mới đi cúng chùa. Còn giờ còn khó khăn, còn nghèo khổ á, những người mà mang cái tư tưởng đó thì không bao giờ mà họ đi cúng chùa đâu. Biết chừng nào mới giàu, biết chừng nào mới có dư giả, thấy không? Cái tâm của chúng sanh mà biết mà tới chừng mà mình còn giàu có, mình có dư giả rồi, mình còn cái tâm thiện để mà mình đi làm phước bố thí hay không?
À, lúc đó là mình nghĩ trời ơi tài sản mình cực khổ lắm mà mới có, à, đi cúng đi bố thí đi làm phước chi cho nó uổng phí. Thành ra đó, thành ra người mà quan trọng là cái tâm thiện lành, à, cái tâm mà muốn tạo trữ những cái thiện pháp ấy, nó có mạnh mẽ hay không, nó có khả năng vượt qua những cái phiền não cản trở hay không. À, còn nếu mà cái tâm mà tâm thiện ấy, mà cái động lực nó mà không mạnh ấy, thì nó bị những cái chướng ngại, những cái bất thiện nó cản trở ha. Mà khi mà chúng ta có muốn tạo trữ những cái thiện pháp ấy, thì không phải chỉ là của cải không, mà có khi bằng công sức, có khi mình hỗ trợ, mình sát tấn, mình thấy cái người đó họ đang làm những cái nghề mà không có được tốt đẹp, à, những cái nghề nghiệp mà nó đem đến cái ác bất thiện pháp đó, mình khuyên, mình chỉ dẫn cho họ để họ thoát khỏi ra, họ tìm những cái nghề nghiệp khác, họ mưu sinh, à, thì đó là mình sự hỗ trợ bằng cái lời nói, bằng cái sự hướng dẫn để họ nghe, họ tìm ra cái ánh sáng Phật pháp để họ họ vượt ra những cái tà kiến mê lầm, là cũng một cái hình thức là bố thí, thấy không? Thành ra đó, khi mà chúng ta có cái tầm là giúp đỡ hỗ trợ người khác, à, không phải chỉ bằng của cải không, mà có thể bằng sự lời nói, à, sách tấn, à, hướng dẫn giúp đỡ, hoặc là chúng ta bỏ công sức, à, thành ra đó trong cái pháp mà bốn cái pháp mà tướng nhiếp pháp để mà giúp đỡ cho người khác đó ha, thành ra nó gì, à, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đó. Thành ra đó tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh, à, mà nếu chúng ta có cố gắng để mà tạo trữ các cái thiện pháp thì, à, bằng mọi cách mình cũng sẽ làm được, chứ không phải chờ tới chừng nào giàu có, chờ tới chừng nào mà dư ăn dư để mà mới làm phước, mà không phải là chỉ bằng vật chất không, mà những cái phương tiện khác thì cũng được ha. Quý vị thấy rằng trong đời sống ấy, à, họ thả xuôi theo cái dòng đời, à, cuốn trôi theo tài tình danh lợi sắc thinh vị xúc thì nó dễ, mà muốn vượt qua, à, thì nó rất là khó. Cho nên là Đức Phật đã nói dạy rồi, à, chúng sanh xuôi ngược, mãi xuôi ngược, trôi lăn ở bờ bên này thì nó dễ, mà muốn vượt thoát để đến được bờ bên kia thì nó rất là ít. À, xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Nguồn Lào Cai. À, chúc con nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú. Dạ, con xin kính tri ân sư ạ. Dạ, chỉ còn có 7 phút nữa thôi, xin kính mời bàn tay của đạo tràng nhé. Dạ, con xin phép được dâng mic đến đạo tràng. Dạ, chắc là cũng không có ai có câu hỏi nữa đâu, thưa sư. Dạ, như vậy thì là khi mà không cần phải ngại đắn đo gì về cái có tiền hay không có tiền, giàu hay nghèo, mà bất kể lúc nào cũng có thể tạo trữ được công đức để mà mình từ bóng tối mình ra ánh sáng, hoặc là từ ánh sáng lại đi ra ánh sáng, trừ ra những cái nghiệp cản trở, thưa sư, thì
thì phải chịu thôi. Nhưng mà nếu như mà có cái ý chí mà quyết tâm á, dù là có nghiệp nghiệp cảm đi chăng nữa, mà chú ý quyết tâm hoặc là cái sự tu tập hay là cái tâm thiện lành của mình nó mạnh hơn những cái sự bị ngăn cản đó bởi vật chất đó, thì chắc là con nghĩ là chắc cũng sẽ vượt qua được dễ dễ dàng ạ. Quan trọng là ở cái tâm. Cho nên là nhiều người cứ bảo, nhiều người con cứ bảo là mọi người kiểu nghèo thì nên chịu khó giúp đỡ người khác rồi bố thí này kia, nhưng mà họ cứ nói rằng là không có tiền để gì để mà bố thí này kia. Nói chung là họ không có cái tâm thiện lành á, thì chưa nói đến họ đã cảm giác như là họ bị mất của rồi, tâm họ đã sân lên rồi. Cho nên là rất là khó để mà nói họ. Dù là còn có một người á, còn thấy giàu lắm, giàu lắm, ông này ông giàu lắm, giàu kích xù luôn, mà đến nỗi mà nhà ở á, vẫn không cho con mà bắt con thuê. Tiền thì không biết là cất để làm gì, vẫn bắt con phải thuê nhà của bố để ở, chứ không cho là không cho nhà luôn mà phải cho thuê đâu. Rồi đến lúc bảo đi, bảo ông ơi sợ ông nhiều tiền, nếu ông không đi làm chút phước thiện gì thì làm giúp đỡ người nghèo tí, thì ông ấy là trời ơi nó ngu thì nó nghèo, sao mà tâm phải cho những cái người ngu đây để mà nó cứ càng ngày càng lười không chịu làm. Đó, thì con thấy là nếu như mà một người mà người ta làm giàu có như thế mà người ta lại bỏn xẻn như thế thì cũng khó mà nói, chắc là do cái phước của đời trước thôi, chứ còn đời này mà cứ kẹt xịn thế thì làm sao mà có chút phước nào. Cho nên là con thấy là cũng đúng là nhân quả bất khả tư nghị, không nói được cái gì. Dạo giờ này thì cũng là hết giờ rồi ạ, thì con xin phép thỉnh Mách đến sư để mà sư có đôi lời sách tấn chúng con ạ. Dạ, con xin lời Mách đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Cà giá. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật á, rồi chúng ta tự phản tỉnh, xem xét coi mình đang ở cái chỗ nào, mình đang ở cái nơi tối, hay là mình đang ở cái nơi sáng. Mà cái điều quan trọng là mình ở cái nơi nào đó, chúng ta cũng phải luôn luôn hướng đến cái ánh sáng, tạo trữ những cái công đức phước báo cho nó được tốt đẹp ha. Rồi đối với những cái thân bằng quyến thuộc thì tùy theo mỗi duyên nghiệp của mỗi người, chúng ta sẽ có sự hỗ trợ để giúp đỡ những cái người đó. Nhưng mà nếu chúng sanh không có duyên thì thôi ha. Với lại là sao, Đức Phật dạy dù lo cho người bao nhiêu, nhớ phải chúng ta phải quay lại lo cho chính mình ha. Chúng ta hỗ trợ giúp đỡ người khác nhưng mà phải lo giúp đỡ chính mình trước ha. Rồi cái sự hỗ trợ đó có thể bằng lời nói khuyên nhủ, những cái lời nói để hướng cái người đó đi theo cái con đường đúng chánh pháp, hoặc là có thể hỗ trợ bằng công sức, hoặc là nếu có tiền của mình giúp đỡ cái người đó bằng cái tiền của, luôn luôn là mình hướng đến các cái thiện pháp để từ cái chỗ tối, hoặc là từ chỗ sáng mình đi đến cái chỗ sáng hơn, đi đến những cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì đến đây cái thời gian cũng vừa phải lẻ, thầy giáo phước báo này kính cầu mong chư tôn đức hết thể các ngài chúc tất cả quý tu nữ quý tu tử nhiều sức khỏe an vui, tạo trữ được nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bây giờ xin mời cô Pháp Mùa Lào Cai sám hối tam bảo, rồi sư xin phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui, sự lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con pháp một lò cai xin phép thay mặt đạo tràng sám hối tam bảo ạ. Út ta mặng ghế na quan đề hằng bà đa bằng sùng qua rút ta mặng bút thể dô khá lý tổ đồ sô bút thổ khá ma tu tăng ma mặng út ta mặng ghế na quan đề hằng thầm mạnh cha đô viết thẳng qua rằng thầm mê dô khá lý tổ đồ sô thầm mô khá ma tu tăng ma mặng út ta mặng ghế na quan đề hằng sang khanh cha đô vi thốt ta mặng sang khê yô khá lý tô đô sô sang khô khá ma tu tăng ma mặng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu